Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan thăm và làm việc tại. Tại buổi tiếp đoàn, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông báo với đoàn công tác Kazakhstan về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Theo đó, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển ở 5 lĩnh vực mũi nhọn, gồm du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics, công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp. Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số và sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp. Cùng với đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành thành phố môi trường vào năm 2020, phấn đấu trở thành một thành phố đáng sống và phát triển bền vững. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thành phố có thêm cơ hội hợp tác đầu tư với nhiều quốc gia, trong có Kazakhstan trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, hợp tác phát du lịch. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Nematullin Nurlanyevich đánh giá cao về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nhất là khi biết trong lĩnh vực du lịch, từ đầu năm đến nay Đà Nẵng đã thu hút khoảng 8 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có hơn 5 triệu lượt khách quốc tế, Đà Nẵng cũng xuất khẩu rất mạnh hàng may mặc sang châu Âu và có tới 15% hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam đi qua cảng biển Đà Nẵng. Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan kỳ vọng trong thời gian tới sẽ sớm thiết lập quan hệ, hợp tác với Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế song phương, nhất là lĩnh vực may mặc, cảng biển và du lịch. Lưu Hương